phút 42, Osimhen nhận đường truyền vừa tầm từ hậu vệ Giovanni Di Lorenzo rồi đá nối chân phải tung nóc lưới Frosinone, nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp 2, tiền đạo người Nigeria hoàn tất cú đúp với cú sút cận thành hạ Turati trong thế đối mặt ấn định chiến thắng 3-1. Với 19 bàn, Osimhen thành cầu thủ có thành tích tốt nhất tại giải vô địch quốc gia tính trong năm giải hàng đầu châu Âu trong năm 2023, vượt công số 18 bàn của Harry Kane. Mùa trước, Osimhen đoạt vua phá lưới Serie A với 26 bàn, bỏ xa người xếp sau là Lautaro Martinez của Inter Milan tới 5 bàn. Cú đúp của Osimhen giúp Napoli khởi đầu hoàn hảo chiến dịch bảo vệ Scudetto. Nhưng trước khi mừng chiến thắng sân Benito Stark của Frosinone đội vô địch Serie B mùa trước, nhà đương kim vô địch Serie A cũng trải qua ít phút đầu chệch choạc. Tân huấn luyện viên Rudy Garcia trao cơ hội đá chính cho tân binh Zenit Kazakh, trong khi Kvitcha Kvaratskhelia vắng mặt vì chấn thương, còn Andre Franjambo Anguissa chưa đạt thể trạng tốt nhất. Chính Kazakh tiền vệ được tuyển mộ từ Lang với giá 13 triệu đô la Mỹ đá vào chân Zembaios trong vòng cấm, khiến Napoli chịu phạt đền ngay phút 5. Trên chấm 11m, Abdul Harun sút chìm về góc phải, ngược hướng phán đoán của thủ thành Alex Meret, mở tỷ số cho Frosinone. Sau đó, Napoli kiểm soát thế trận và tạo vô số cơ hội. Suốt 90 phút, nhà đương kim vô địch Serie A kiểm soát 52%, dứt điểm 19 lần với 8 cú trúng đích so với 4 và 1 của nhà vô địch Serie B. Diễn biến chính trận Frosinone 1-3 Napoli.